Ready to pair. Chào cô Kim Định. Thủy Long đóng cửa, ca cao
long dương đóng cửa thì chàng cho nên tất cả dương gian khổ sầu cha nhau ngu tiền đâu cho có tài con thơ chẳng rõ mà thôi nếu mà con đã hiểu rồi thì con mới chịu buông trôi thiệt hoàng đến lúc khi đó thang gian đã buồn bả tiền nắng ngót lượt hàng ngày đóng ra thì rộng hàng dài bắt ngươi chẳng đặng mỗi ngày tháng gian mẹ thấy con chẳng ngán trong già nên ngày nay mới hạ xuống trần việc đời mẹ phải phân danh dạy con biết đi rõ phố bằng ra sao để đừng có trăm cao trăm thấp đời ngày nay tu cấp cho rồi. Chào nghệ sĩ Nguyễn Dũng, tiên sinh Lê Trúc, chào Bùi Lan, chào Đăng Duy. Ham chi trần thế nổi trôi dành ngân xước của ôi thôi nào phiền khắp thế giới đảo điên nghiêng ngựa mẹ của con lọc lửa đàng hoàng hiền lương nhân đức thiện thoảng hung hăng tiêu sát tan quan tràn đầy khắp thế giới mỗi ngày than thở đạn bơm rơi chẳng hở một giờ rồi đây phải chịu tả tơi cao sập đổ đất trời rung rinh. Chào Khánh Duy Phùng Lê. Mong con thơ đừng khinh trời đất, mẹ nói đây chân thật đàng hoàng. Mẹ là Phật mẫu hạ sát, những lời mẹ nói dương gian đón chờ. Chào Lo Thích Tre, chào Tùng Thảo. Chào Kim Thủy. Nhiều con dạy ngẩn ngơ không rõ, chẳng lẽ nào mẹ bỏ con thơ. Quyết tâm mẹ đứng mẹ chờ đàn con tận thế hết đời ngày sau. Sáng đi con tu mau kèo trề, ngày lẫn đêm kinh kệ thường thường. Hết lòng con gặp cái mẫu chương, rồi cùng tận thế mẹ thương hộ phù. Chào nghệ nhân Phương Thư. Thấy con dạy thế ngu tôi, đại tử về đến Tây Phương đại giác trở xuống diêm vương khổ sầu. Nay mẹ mở màn lầu đúc kết, đất linh phê chiêu bút
rầm rầm. Thế gian nhân đức tu hành hai đường chất rõ các thành mà đi, được tiên cầm cung gì không có anh, miễn sao con đừng bỏ mà thôi. Hết lòng con nguyện trao dồi đời đàn con trẻ ôi thôi trở về, chốn tiên cầm là quê con đó, tại sao con lại nỡ bỏ đi, để cho Phật mẫu diệu trì ngày đêm mong đợi cũng chi buồn phiền. Tại con ngâm chữ tiền dắt lời nên ngày nay mắt nở thế gian, vì con bạc nghĩa phụ phàng quên đi người mẹ mẫu hoàng đợi trong. Thân mẫu tử trôi sông trôi biển, tâm linh con quỷ biết mà hành, tay làm các việc lợi danh gạt lượt ba tấm, chăm chắc đi tìm tài mẹ thương con mỗi ngày trong đời, mẹ nhớ con không sợ nhọc nhằn, giàu cho cực khổ cô bằng vì con mẹ có nhào lăn chẳng màn. Nay mẹ sắp thiệt hoạt để sẵn, trước con thơ bước đi cạnh mà vào, tớm chừng như giấc chim bao trong đêm ti sổ vàng thao tỏ tường, mạc khỏi thay mình đi dương đức diện, mẹ sẽ cho lửa chọn rành rành. Hiền lương nhân đức tô nằm thắm đi tiên đắc đạo ràng chấm sáng ngời, sắp tận thế lập đời tinh chúa, kẻ hung hăng chửi rủa mẹ cha, rồi đây có kẻ rớt la diêm vương bùa lưới khảo tra ngục hình. Chào Trịnh Nhân Ẩu, chào Đô La Dương. Nay thiêu chỉ khảo tra chấm đi bốt, trong năm dần kết thúc thế gian, ầm ầm ba tiếng bất an tôi tâm, trời đất tiêu tan chẳng còn, người sống sót đảo tròn đức chúa, gió lạnh rồi lọc lửa con thơ, mẫu bà bùa lưới khắp trời cứu con tu niệm thầm thơi an nhàn. Nay lạnh đi tử thiên hoàng xuống thế, dạy con thơ kinh kệ cho sống. Chào Ngọc Mơ, chào Nguyễn Thị Lệ Hoa, chào cô Phượng. Học rồi con ráng lập công, mẹ đưa con dạy qua sông biển trần,
thơ mẹ lộ thiên cơ, để cho con ráng chậu trời lòng qua chấp mi dứt con thơ trở về. Chào Phan Ngọc Ngân, hôm nay nữa là hết lễ rồi, trong những ngày lễ vừa rồi mọi người đi chơi vui ha. Bắt đầu ngày mai chúng ta trở lại công việc bình thường. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, luôn luôn an lạc trong cuộc sống này, và cầu nguyện sở nguyện sở cầu luôn luôn được thành tựu. Nguyện xin cha mẹ ơn trên luôn gìn giữ và bảo hộ cho chúng ta được dạng sự an thương các tường như ý nguyện. Lời mẹ dạy con thơ nhớ rõ, con hết lòng gõ mõ tụng kinh, để cho đẹp và mẫu hoàng nay con quyên chí dựng nên đạo màu. Mẹ đã mở màn rào đón rước, thế là con có phước lắm rồi. Bây giờ không dám bỏ trôi, sửa tâm con ngồi trì chánh. Con biết mẹ thiên đình nhung nhớ, con nguyện lòng không ở thế gian, tu tâm sửa tâm đi đàng hoàng, đợi chờ mẹ rước kim thoạt con đi. Mẹ dạy con quy y đúng y lốt, nhìn thân con hầm rút khổ sầu, con thờ chẳng dám cầu mau, nghe lời mẹ dạy con chờ gặp tiên. Kinh Phật Mẫu nghe có buồn không ạ? À? Chào Phương Phạm. Buồn hiu em, ráng nghe. Mấy chục năm qua, nhờ có bộ kinh Phật Mẫu mà nguyện nhẫn ráng trì tụng, cũng nhờ kinh Phật Mẫu mà huệ nhận được mọi người yêu thương, nhờ kinh Phật Mẫu mà nhiều Phật sự trong chùa Minh Duyên được đắc thành, cũng nhờ kinh Mẫu mà mọi người xích gần lại với nhau, hiểu nhau hơn, tìm về con đường Phật pháp nhiều hơn. Bởi kinh Mẫu đem vào con trẻ, lời mẫu hoàng tha thiết khuyên con, kinh này buồn lắm mãi ơi, như lời tâm sự mẫu dương chiêu kề. Chào cô Nam Thi. Mẹ dạy con đêm nằm suy nghĩ, lời lão bà hòn ỉ bên tai, những ai linh tử hữu duyên, làm con của mẹ cần chuyến tu hành,
lời ai oán ai than nức nở, bởi mẹ buồn nhìn xuống dương gian. Tình thương của mẹ đại đồng cung diêu mẹ ở con thời trần gian, thay con mẹ nổi trói ai quan. Mẹ đau lòng nhìn xuống dương gian, nhìn xem khắp cầm trần hoàng đàn, con của mẹ chưa quay đầu về. Lời than ấy ai than ai quan, tự tâm thành thơ trỗi nhiệt can. Minh duyên huệ nhận phụng xa, lời kinh của mẹ tây cung đợi chờ. Chào cô Nam, chào Phúc Ngô. Lời kinh mẹ như lời ai quan, nghe lời kinh sao trưởng tâm mình. Trao dồi học tâm đức nhân, ngày sau trở lại kiếm lắng mẹ chờ. Chào Thánh Lê. Ai hiếu tử mau mau ghi nhớ, bao lời vàng của mẹ rối ra. Nhất tâm mà tương mẹ già kề bên con đó chẳng xa chẳng rời. Ai linh tự tức là con mẹ, mẫu yêu kề ở chốn hư không. Cái thời hôn đột sơ cai, cái thời bàn cổ lập ra chưa thành. Bởi thương chúng trần hồng lao khổ, nên mẹ hiền qua quá xanh xanh. Đàn con nhỏ dại cội lạnh, quên đi chốn cũ đài xanh không về. Nên kinh mẹ như lời ai quán, còn minh viên huệ nhận trục tin. Nhân lời của mẹ diệu quyền, mong rằng huynh đệ cùng nhau tu hiền. Chào nghệ nhân Nguyễn Văn Sang. Con của mẹ có lòng hiếu đạo, thì mẹ già ngồi ở trên cao. Nhìn xem khai bút đề tên, ghi danh ghi tánh ngày sau quy hồi. Nghe kinh mẹ như lời ai quan, thương mẹ hiền thì ráng tu hiền. Trở về nơi chốn minh duyên, trở về nơi chốn cung tiên nhà mình. Hỏi bao ôi trẻ làm thân lữ khách, mãi trông chờ vô vọng nơi đâu. Quên ba mặt pháp hết rồi, chẳng chờ chi nữa chưa xuống thuyền. Thuyền của mẹ đợi chờ tinh trẻ, thiền quân ba giấc kẻ tu hiền. Chào cô Diệu Tâm,
mừng quá, hôm nay có cô Diệu Tầm lên hẹn gặp mọi người vào tối ngày 21 tháng 3 âm lịch tại Thiền Am cô Diệu Tầm ở địa chỉ ấp 915 xã Nhân Ninh, huyện Nhân Thạnh, tỉnh Long An, đường về Mộc Quá Kiến Tường. Mong rằng chúng ta sẽ gặp nhau tại Am Thiền của cô Diệu Tầm, ấp 915 xã Nhân Ninh, huyện Nhân Thạnh, đường về Mộc Quá Kiến Tường vào tối ngày 21 tháng 3 âm lịch. Mọi người ai quý mến đạo mẫu, thương cha nhớ mẹ, mọi người muốn gặp huynh minh duyên huệ nhận thì chúng ta đến với Am cô Diệu Tầm vào tối ngày 21 tháng 3 âm lịch nha. Chào cô Tây Tiền Giang. Lời mẹ dạy an nhàn giấc ngủ, thấy mẹ về cảm động biết bao. Hào quang ngũ sắc năm màu, hai bên cung nữ tay chào đón đưa. Ngoài hiên gió trời mưa gây lộ, mẹ dỗ dành giấc ngủ con ơi, nói rằng con dạy con khờ không lo tu niệm đợi chờ gì đây. À xin lỗi, Am cô Diệu Tầm ở ấp 915 xã Nhân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, từ thành phố Hồ Chí Minh theo hướng về Mộc Quá Kiến Tường tới cầu Phụng Thớt, chúng ta rẽ trái vào ấp 915 xã Nhân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An mọi người nhé. Ngày 21 tháng 3 âm lịch, với sự góp mặt của thầy Huệ Nhẫn chùa Minh Viên, nghệ nhân Minh Trung, nghệ nhân Phương Thư, nghệ nhân Thông Nô và các nghệ nhân xuất sắc có mặt tại Am cô Diệu Tầm, ấp 915 xã Nhân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An vào đêm 21 tháng 3 âm lịch. Chào thầy Phước Trường, chào Nguyễn Thọ. Nói rằng con dạy con khờ không lo tu niệm đợi chờ gì đây. Tình mẫu tử như dây tứ môi, ngày hôm nay mở lối chỉ đường. Chân chồng bao nỗi tình thương cùng, vì sợ trẻ lầm đi đường mà thôi. Đây hình ảnh con coi cho rõ, giấc cây mộng này chớ bỏ nghe chưa. Mẹ là đại đức thượng thừa, con thơ chớ có bỏ bừa khổ đau. Chào Trịnh Tiền, chào cô Tâm Phúc, chào Ngân Hồng. Khi tình giấc chìm bao nhớ màu, vào Am Thiền tình tâu khói hương. Cuối đầu thiên thể mẫu dương, quyết lòng con sửa tòa chương con về. Dạ cảm ơn cô Tâm Phúc, cảm ơn ni sư Thích Nữ Thông Khánh,
Cảm ơn hỏi từ thiện quý huynh đệ Phật tử tại chùa Minh Đức, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ngày hôm nay đã ủng hộ 100 cái phong thư để cúng cho 100 tăng ni chùa Chiền Am Thất tại núi Dinh Đất Phật, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Phần cúng dường của chùa Minh Đức, của ni sư Thích Nữ Thông Khanh, của cô Tâm Phúc và quý Phật tử đã được đạo tràng chùa Minh Viên trình lên ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên xã Tân Hòa Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, để cho ban trị sự, ban đại diện cúng dường vào ngày 19 tháng 3 âm lịch năm Quý Mão. Một lần nữa thay mặt cho 200 tăng ni cũng như Phật giáo địa phương, xin tri ân ni sư Thích Nữ Thông Khánh, Phật tử Tâm Phúc cùng quý huynh đệ Phật tử thuộc hội từ thiện đạo tràng chùa Minh Đức, Khánh Hòa, Nha Trang đã phát tâm ủng hộ 100 cái phong thư, và toàn bộ sự cúng dường này Huệ Nhận đã trình lên ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Phú Mỹ, ban đại diện Phật giáo liên xã Tân Hòa Tân Hải, và được phát hành thiệp mời đến chư tôn đức 200 tự viện để cúng dường ngày 19 tháng 3 âm lịch năm Quý Mão, nhân ngày sửa lại nóc chánh điện chùa Minh Viên. Xin cảm ơn cô, cảm ơn mọi người rất nhiều. Kính chào Phật tử Diệu Thân, chào cô Tám Kiến Tường. Hôm nay đạo tràng chùa Minh Viên cũng nhận được một tấn gạo của nam nữ Phật tử ở thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An cho cô Tám Kiến Tường vận động. Xin cảm ơn cô Tám và bà con Phật tử ở Kiến Tường. Xin thông báo với quý Phật tử toàn thể, quý Phật tử yêu mến chùa Minh Viên Huệ Nhận, ngày 19 tháng 3 âm lịch năm Quý Mão, dân sửa lại nóc chánh điện chùa Minh Viên, Huệ Nhận có phát tâm cúng dường 200 tăng ni, các tự viện đại diện cho 200 chùa Am Thất tự viện tại núi Dinh Đất Phật. Hiện nay số quà tương đối chu đáo, chỉ còn thiếu 100 thùng mì trị giá 80.000 đồng một thùng. Rất mong sự phát tâm đóng góp của quý Phật tử để cho ngày cúng dường được thành tựu viên mãn. Buổi lễ với sự chứng minh của Thượng tọa Thích Nhuận Trí, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và 200 vị tăng ni, trong đó có một vị hòa thượng, 5 vị thượng tọa và 194 tăng ni xin được trình với thưa với quý Phật tử A Di Đà Phật. Cùng về sở trẻ lầm đường mà thôi, tây hình ảnh con coi cho rõ, dân mộng này chớ bỏ nghe chưa. Mẹ là đại đức thượng thừa, con thơ chớ có bỏ bừa khổ đau. Tối hôm qua Huệ Nhận có đi vòng vòng thăm quý Phật tử để kêu gọi 100 thùng mì. Trong giấc mơ đêm qua, ai được Huệ Nhận kêu gọi thì mọi người cố gắng giúp đỡ nha. Mình tạo phước trong buổi quân ba mạt pháp này, lập chút công đức để dâng lên cúng Phật và hiện tiền tăng ni cho quý thầy cô an tâm tu hành, mình được phước báo rất lớn. Và cũng thành thật xin lỗi quý Phật tử vì điều bất tiện này, Huệ Nhãn hay xin xỏ vận động trong sự tu hành, mong rằng mọi người quan hỷ tùy theo nhân duyên, tùy theo nhân lực, tùy theo phước báo và tùy theo sự phát tâm của mình. Có nhiều đóng góp nhiều, có ít đóng góp ít, không có thì niệm Phật A Di Đà Phật, đều công đức như nhau. Rất mong mọi người quan hỷ. Chào Nguyễn Ngọc, chào Nhật Phiên, chào Song Di,
chào cô thí chủ Kim Thi, lâu quá mới gặp lại Kim Thi, lâu lắm rồi đó. Kim Thi ơi, chùa còn thiếu 100 thùng này. Khi tình chất chim bao nhớ màu, vào am thiền thịnh tâu khối hương. Cuối đầu thiên thể mẫu chương quyết lòng, con sửa tòa trước con về. Mẹ thương con cảnh kề lo lắng, con nhớ mẹ dạy nắng dầm mưa. Cuộc đời hai bữa vui vừa sửa tâm, tu à niệm sớm trưa chuyên cần. Mẹ đưa con đến gần tòa phương, đắc đạo rồi sung sướng biết bao. Con về phải đến đại trào giữa kề hoàng mẫu hồng hào cũ quan. Nghe kinh mẫu có buồn không mọi người? Cầu xin Đức Phật mẫu diêu trì, mẹ thương mẹ che chở, gìn giữ và bảo hộ cho đàn con của mẹ, cho quý Phật tử, linh tử gần xa được nhiều phước lạc, được an vui trong cuộc sống này, nhất là trong buổi quân ba mạt pháp mọi người đang khó khăn lúc này. Lúc này hơn lúc nào khác, nếu thật sự mẹ linh thiêng, mẹ có nghe lời khẩn nguyện của tất cả chúng ta, xin mẹ mở cửa kho, sai các vị tài thần để giúp đỡ cho bá gia bá tánh có ít đồng ngân để vượt qua những lúc khó khăn và an tâm tu học. Cũng cầu nguyện cho các cô, các cậu, các đấng thiên liêng giúp đỡ cho các sát trần được bình an, được khỏe mạnh, được tâm trí mở khai. Để cho mọi người luôn luôn tin tưởng vào đạo tiên, đạo Phật là chỗ dựa tinh thần những khi buồn vui sau tháng ngày mệt nhọc. Chào cô Bích Rosa, chào Phương Lê. Hy vọng là mọi người hôm nay lên coi live stream thật là đông đủ, và sau cuộc live stream này Quỳ Nhẫn sẽ có những cái tin nhắn nho nhỏ đóng góp cho đủ 100 thùng mì. Hôm nay Quỳ Nhẫn bị nghẹt mũi nhưng mà cũng ráng. Hứa là tại vì cô Tâm Phúc tặng cho cái dàn âm thanh hay, là hai cái dàn âm thanh, cái máy tai này và một cái loa kẹo kéo âm thanh rất là hay, cho nên xin tay chia một chút. Dạ khỏe, cảm ơn Bích Rusa. Hôm nay khỏe re, mọi người thấy Quy Nhẫn bệnh đồ có đẹp không ạ? Thấy cô Tâm Phúc hay đặt đồ cái chỗ này nè, chỗ thiền trai nè. Lên trên mạng thấy chỗ thiền trai có cái hình con sen của cô Tâm Phúc, và thầy nghĩ là cô Tâm Phúc đặt đồ trên đó cho nên thầy cũng đặt được bộ đồ 620 ngàn. Bệnh rất là vừa ý, vải rất là đẹp, mai rất là kỹ. Trên Facebook á, là thương hiệu thiền trai nha mọi người, đồ nam nữ gì cũng đẹp hết, mặc dù hơi mắc một chút nhưng mà bộ đồ rất là chất lượng, để dành cho quý thầy cô, quý Phật tử, nam nữ đi chùa. Cái chỗ thiền trai này hình như cô Tâm Phúc có mua đồ rồi, cho nên thấy cơ sở thiền trai nó có treo cái logo của cô Tâm Phúc trên đó đó, thầy cũng bắt chước vô đặt mua bộ đồ 620 ngàn, rất là đẹp.
giờ thanh tịnh tại tâm cầu mẹ, lại mẫu từ độ kẻ bình an. Bao năm cách biệt mẫu hoàng, nay con trở lại hiệp đàn mẹ ơi. Giờ lành lặng đem lời cầu nguyện, lại mẹ ơi mẹ hiện xuống trần, độ con đắc đạo trọn thân, nói theo gót mẹ về lần coi xưa. Nay con nguyện vui giữa tu tình, không để tâm lép dứt bụi trần. Mẹ ơi độ trẻ trọn thân, tại thuyền cầu mẹ bốn lần công phu. Nhờ mẹ độ con tu cho được, chôn sông mê lần lượt qua bờ. Biết rằng con luôn chơi vơi, nhờ thuyền mẹ độ con thờ bước ra lên. Xin chào Nguyễn Kim. Cầm sang cả hiệp nghèo chánh nghi, lo liệt thân quyết chí theo thầy. Chào Ngọc Diệu. Rừng xưa áp tình phúc dây, tham thiệt liệt đạo vợ này đắc thân. Nay chỉ nguyện một lần giải thoát, bước chân đi đau xót muôn phần. Nguyện rồi sẽ hiến tâm đi thân, khổ đau cách mấy vạn lần cũng cam. Tại thuyền nổi sớm hôm công quả, nợ tiền kiên quyết trả công dây. Theo chân đạo lý của ngài công phu, mài miệng tâm rài sạch trong. Nghẹt mũi quá, tụng kinh hết hay rồi. Mọi người ơi thông cảm nha, dừng live stream ở đây ha. Ai có coi live stream này được, có dư dư cá cá chứ ủng hộ nha. Thầy còn thiếu 100 thùng mì để cúng dường ngày 19 tháng 3, nhân ngày sửa lại cái nóc chánh điện chùa Minh Duyên. Nguyện nhận phát tâm cúng dường 200 vị. Bây giờ tất cả cũng được 80% rồi, chỉ còn thiếu 100 thùng mì nữa là đầy đủ. Bông hoa, trái cây cũng được cô Tâm Phúc cúng dường rồi. Thức ăn, vật uống, cô Phúc Nghiêm cũng đã cúng dường rồi. Nói chung là chỉ còn thiếu có 100 thùng mì nữa là cúng dường đủ 200 vị. Ngày đó sẽ có một vị hòa thượng chứng minh, 5 vị thượng tọa và 194 tăng ni tại vùng núi Dinh Đất Phật. Ban đại diện Phật giáo liên xã Tân Hòa Tân Hải, Phật giáo thị xã Phú Mỹ mời 100 vị và chùa Minh Chiên mời 100 vị, tổng cộng là 200 vị. Tại vì có Phật tử Tâm Phúc đã phát tâm cúng dường 100 vị nên đã nhờ quý ngài trong ban trị sự, ban đại diện mời chư tôn đức tăng ni về chứng minh cho mọi người được phước. Xin phép quỳ nhẫn dừng lại chim ở đây. Cảm ơn Thắng Lê ủng hộ 2 thùng mì, cảm ơn rất là nhiều. Quý vị thấy trên cái amateur của chùa Minh Viên đó, có cái danh thiếp của chùa Minh Viên, có số tài khoản trên đó. Mọi người ở xa muốn đóng góp thì xin góp vào cái tài khoản tên là Nguyễn Thái Sơn ở trên cái amateur.
cảm ơn rất nhiều sự phát tâm đóng góp của mọi người. Và chương trình sắp tới đây thì hôm nay là ngày 14, ngày mai rằm, ngày 18, sáng 18, khuyên ngày 18 thì chúng ta sẽ gặp ở Am Thiền ở phường 16, quận 8 với sự có mặt của Huệ Nhẫn, nghệ nhân Phương Thư, nghệ nhân Giác Mi ở Bạc Liêu và các nghệ sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi ngày 19 thì về chùa Minh Viên chúng ta cúng và phát quà cho chư Tôn Đức. Ngày 20 thì chúng ta an vị cốt tượng mẹ tại thành phố Bà Rịa. Ngày 21 thì chúng ta sẽ trở về Am Thiền của cô Diệu Tầm ở ấp 915, xã Nhân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, đường đi về Mộc Quá Kiến Tường. Mọi người muốn gặp Huệ Nhẫn thì chúng ta theo cái lịch đó. Mong là mọi người thương và ủng hộ Huệ Nhẫn Minh Viên trong những thời gian sắp tới cũng như bao năm qua. Mọi người thương mến Huệ Nhẫn, xin tri ân quý vị nhiều. Hôm nay bị nghẹt mũi rồi cho nên livestream tới đây xin phép dừng lại. Chúng ta hẹn lại buổi livestream vào lúc 20 giờ tối đêm mai. Đà Phật, chúc quý vị ngủ ngon.